chương 2. Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu. Điều răn cũ này tức là lời anh em đã nghe. Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. Hỡi các con bé mọn ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại đấng Christ. Bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta. Song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh, thì đã biết mọi sự rồi. Ta đã viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Ai là kẻ nói dối? Há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Giêsu là đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ai chối Con thì cũng không có Cha. Ai xưng Con thì cũng có Cha nữa. Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong Con và trong Cha. Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời. Ta đã viết cho các con những điều này, chỉ về những kẻ lừa dối các con. Về phần các con, sự sức giàu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết, song vì sự sức giàu của Ngài dạy các con đủ mọi việc. Mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài,
hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra